야, 아, 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 Alo. Vâng ạ, một màn biểu diễn hết sức là dịu dàng, uyển chuyển của người phụ nữ Kinh Bắc và kết thúc bằng một màn chào rất là đẹp. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn câu lạc bộ phường Phan Thiết ạ. Tiếp theo chương trình Hẹn Hò Đêm Trăng là giai điệu mà câu lạc bộ Tân Trào xin gửi tới chương trình của chúng ta hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời quý vị.